còn có cả màu hồng nữa kìa. Đây là bộ đồ chơi búp bê, còn đây là đồ chơi trang điểm này, nó có thể gấp lại được đó. Còn búp bê, cô búp bê này thật là xinh xắn đúng không? Wow, cô búp bê này đang mặc một chiếc váy dạ hội thật là xinh xắn, có những tua ri và bông hoa rất là dễ thương, còn có những miếng kim tuyến gì đây chị cũng chẳng biết. Wow, ở đây có một cái đồ cài con bướm này, cả một cây đũa thần nữa, và những chiếc áo thì mình không mặc bộ váy này nữa, mình có thể thay bằng những chiếc áo này đúng không? Wow, ở đây là một cái túi nè, còn đây là một cái kẹp tóc. Rồi đây là những món đồ chơi mà chị đã lấy từ trong hộp ra. Đây là một bé búp bê rất là dễ thương luôn nè, bé có một mái tóc cực kỳ ấm luôn nè và dài nữa, kiểu tóc thật là hoành tráng như một thiếu nữ, bộ váy rất là dài luôn nha. Được rồi, thôi mình cứ để nó ở đây đi, chị sẽ giới thiệu từng món khác nha. Đây là một cái giỏ hình con bướm có hình trái tim màu hồng luôn. Đây là một cái đồ kẹp tóc có chữ búp bê Barbie nè các bạn. Đây là một cái đồ cài tóc cũng có hình con bướm. Đây là một cái đũa thần nè, mình có thể sử dụng phép thuật với nó. Được rồi. Cái gì đấy? Wow, là một bộ đồ chơi trang điểm búp bê nha. Mình dùng cái này để mình trang điểm cho những cô nàng búp bê. Tiếp nữa mình sẽ dùng bộ đồ chơi này mình trang điểm cho búp bê này nha. Được rồi. Đây, bộ chơi rất là đẹp nha. Giờ chị sẽ lấy ra nha. Đây là bộ đồ chơi trang điểm, chị sẽ giới thiệu từng món cho các em. Đây là hộp phấn mắt có rất là nhiều màu nha. Đây là cái cây để cọ phấn mắt vô nè. Còn đây là phần của sơn môi nhé. Đây cũng là phần cọ sơn môi luôn nè. Còn đây nè ha, cái này là cái đủ bộ sơn môi. Đây chị sẽ đó, đây có đồ sơn môi hình đôi môi luôn nè các em. Và một hình ngôi sao nữa. Ui, có một cái son nè, nó rất là đẹp nha. Được rồi, giờ các em cùng chị chơi trang điểm búp bê đi tiệc nào. Rồi, giờ mình sẽ cho búp bê đi dự tiệc nhé. Hôm nay búp bê có một lời mời. Được rồi, chúng ta cùng xem nào. Hôm nay có ai mời mình đi sinh nhật thế nha. Ôi, không biết là ai nữa. Nhưng mà thôi, trong lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị có gì để đi sinh nhật nữa chứ. Wow, nhiều đồ quá đẹp quá đi. Mình nên chọn bộ nào đấy? Biết có cái bộ màu hồng này rất là dễ thương nè. Mình nhảy, mình chọn bộ đồ này nhảy. Được rồi, mình sẽ lấy bộ đồ này. Wow, bộ đồ này thật là đẹp. Mình sẽ đi thay bộ đồ này. Được rồi. Bộ đồ đã xong rồi. Thật là đẹp, bộ đồ này rất là dễ thương luôn. Ôi, nhưng mà mặt của mình không thể đi dự tiệc được chứ. Cái mặt như vậy. À, thôi mình đi trang điểm đi. Mình nhớ rồi, mình mới mua một bộ makeup về, mình sẽ đi trang điểm thôi. Wow, bộ makeup của mình có hay, nó rất là bự luôn. Có quá trời đồ luôn nè. Mình sẽ trang điểm, mình mới ngồi xuống chứ. Mình thích màu gì ta? Mình mặc bộ váy màu hồng, tất nhiên là mình phải đi lấy màu hồng rồi. Rồi, một chút màu hồng đi nào. Được rồi, đây. Mình sẽ tua lên đây. Ui, kim tuyến luôn. Đẹp quá. Mình sẽ tua tiếp. Được rồi, bên đây. Mình sẽ tua bên đây. Được rồi, giờ xong phần phấn mắt rồi, mình sẽ tô phần sơn môi nè. Mà mình đâu có thích sơn môi như vậy đâu. Sơn môi như vậy, nó có thích sơn môi lỏng lỏng như vậy. Mình thích sơn môi là phải nguyên một cây sơn môi cơ. Rồi, mình sẽ làm một cây sơn môi luôn nhé. Ôi, mình thích màu hồng. Mình lấy màu hồng. Đây là quay sơn môi. Mình sẽ sơn môi. Rồi, sơn môi thôi. Rồi, sơn môi, sơn môi. Sơn môi xong rồi. Rồi, mình sẽ thay má hồng lên mới được. Thật là dễ thương. Wow, mọi thứ của mình đều màu hồng. Được rồi, bây giờ mình phải cần cột tóc thôi. Rồi, cột tóc thôi nào. Mình phải cột tóc mới được. Cột tóc, mình sẽ cúi. Mình đã làm tóc xong rồi. Ôi, mọi thứ cũng xong hết rồi. Mà đi một mình hơi buồn. Thôi, mình rủ thêm bé My đi nhỉ. Được rồi, mình phải đi rủ bé My đi mới được. Ôi, bé My ơi, em đi sinh nhật với chị được không? Ôi, sinh nhật sao? Tất nhiên là em phải đi rồi. Nhưng em cảm thấy mái tóc của em không được đẹp lắm. Chị có một thứ gì đó có thể làm mái tóc em đẹp được không? À đúng rồi, chị có một cây kẹp rất là xinh luôn. Để chị lấy cho em. Ôi, em có thích cái kẹp này không? Vâng, em rất là thích. Em cảm ơn chị rất là nhiều.
Wow, cái kẹp này thật là xinh, em rất là thích nó. Chị đã xong chưa ạ? Chúng ta cùng đi nào. À đúng rồi, chị xong rồi. À, nhưng mà chị quên mất, chị còn cái túi kìa. Để chị vô chị lấy cái túi. Ôi, chị hai xong rồi à, chúng ta cùng đi nào. Được rồi, đi thôi My. Chào tạm biệt các bé nhé. Các bé nhớ like, đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất nhé.